được lấy cảm hứng từ Zeus, vị thần của bầu trời và sấm chớp trong thần thoại Hy Lạp, là kẻ thống trị tối cao trên đỉnh Olympia. Thế nhưng Zeus lại là vũ khí thứ 12 trong một loạt các vũ khí do nhân loại tạo ra nhằm chống lại số phận và tàn sát của vị thần. Khi nhập tiệc, Zeus trở thành mối đe dọa không hề nhỏ lên đối thủ, đặt chúng trong tình trạng có thể bị dọn sân bất cứ lúc nào. Cùng xem video để biết cách giáng cơn bão tố vào bất cứ cảnh áo được làm nhé. Chào mừng đến với tiêu điểm tướng Zeus Thiên Lôi. We should destroy the disaster with the last and ultimate attack by mankind. Là một quái thú Aegis, Zeus đòi hỏi nguyên liệu là hai quái thú cấp 12. Tuy nhiên, chẳng có một ai thừa tài nguyên đến mức phải triệu hồi Zeus theo cách đó. Mỗi lần mỗi lượt, khi một quái thú Aegis tấn công trong lần này, bạn có thể triệu hồi Aegis Zeus bằng một quái thú Aegis mà bạn điều khiển để làm nguyên liệu. Nếu như bạn muốn nhanh trong triệu hồi Zeus nhằm đối phó với một sân vô cùng vững chắc của đối thủ, nên ưu tiên những quái thú Aegis có khả năng tấn công trực tiếp, chẳng hạn như George Murphy, Lyrus Assemble Nightingale hay Number 23, Lancelot, Dark Knight of the Underworld. Món chính trong thực đơn của Zeus, dọn sân. Hiệu ứng của Zeus cho phép bạn tách hai nguyên liệu của nó, gửi toàn bộ card ngoài trừ Zeus từ sân xuống mộ. Nên lưu ý, đây là Quick Effect, vì vậy Zeus có thể sử dụng ngay trong lượt của đối thủ. Mỗi lần mỗi lượt, nếu như những lá bài khác của bạn điều khiển bị tiêu diệt bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng từ bài của đối thủ, bạn có thể gắn thêm cho Zeus một nguyên liệu từ bài trên tay, deck hoặc extra deck. Vì là hiệu ứng nhanh, cho nên đối thủ sẽ phải suy nghĩ rất nhiều để thoát khỏi khả năng dọn sân của Zeus và ưu tiên vô hiệu hóa hiệu ứng này để tiếp thêm nguồn nguyên liệu dồi dào cho Zeus ngay khi lên sân. Tôi khuyên bạn nên triệu hồi những quái thú Aegis có thể sử dụng một nguyên liệu đã có ở trên sân, chẳng hạn như Download Magician, Galaxy Eyes Cypher X Dragon, Galaxy Eyes Full Armor Photon Dragon hoặc Ghost Trick Angel of Mischief. Vì không nhất thiết phải sử dụng quái thú Aegis đã tấn công trong lượt đó làm nguyên liệu để triệu hồi lên Zeus, thậm chí cũng không sợ phải tách nguyên liệu đã có sẵn, cho nên Zeus dễ dàng có nhiều hơn hai tài nguyên khi vừa gian trận, sẵn sàng cho một cơn lốc quét bay mọi thứ. Được đặt tên theo một vị thần quyền năng, nhưng sứ mệnh của Zeus là chống lại số phận mà những vị thần áp đặt lên con người, mục đích tồn tại để trở thành thứ vũ khí sát thần hoàn hảo. Sử dụng những tia sét của mình, Zeus có thể triệt hạ những kẻ thù mạnh nhất, đặc biệt là những quái thú có hiệu ứng chống chết bởi hiệu ứng quái âm nhất. Vâng, đó chính là hiệu ứng gửi bài xuống mộ thay vì tiêu diệt. Vì vậy, những con trùng hung mạnh như Black Cluster Soldier, Soldier of Chaos, Borrowing Dragon hay Midnight Crusader Avramax dù có chúng chết nhưng vẫn không thể cản chúng đăng ký hộ khẩu dưới âm phủ. Như đã nói ở trên, điều kiện chơi của Zeus vô cùng dễ, vì vậy nó luôn là một lính địch thuê cực tốt trong mọi bộ bài sau bài chủ Aegis. Với những bộ bài có khả năng tấn công trực tiếp vô cùng khó chịu như Lyrus hay triệu hồi Aegis liên tục chỉ bằng số nguyên liệu ít ỏi như Utopia, gộp lại hai yếu tố đó, chúng ta có một Zodiac từng sừng vững giữa hồn thổ đao. Zeus luôn được ưu tiên cho một vị trí không thể thiếu trong extra deck. Vì là một quái thú Aegis, việc tách nguyên liệu khỏi Zeus cũng là một lợi thế lớn khi sử dụng những lá bài có thể kích hoạt hiệu ứng ở trong mộ. Đặc biệt vào thời này, gần như deck nào cũng xem mộ như của nhà thái của mình. Sức công thủ 3 người của Zeus cũng là một trở ngại không hề nhỏ, là con số mà gần như quái thú nào cũng mơ ước, vô cùng khó qua dù cho Zeus đã hết nguyên liệu để sử dụng hiệu ứng. Tuy nhiên, dù yếu có mạnh ở đâu, không có lá bài nào là vô địch. Ngay cả Zeus cũng sở hữu nhiều điểm yếu chính bạn. Khả năng dọn sân của Zeus không chỉ áp dụng mỗi đối thủ, mà còn ngay cả chính bản thân người dùng. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi sử dụng Zeus, biết đâu bạn sẽ làm hại chính mình khi tự tay tiễn các chủ lực xuống mộ. Dù chỉ số sức mạnh khá cao, nhưng nếu như bị nhử tốt, Zeus sẽ hết nguyên liệu và đó cũng là dịp tốt cho đối thủ để phản công ngược lại. Khi trên sân của bạn giờ đang trống trải và chỉ độc nhất một con Zeus vô cùng mỏng manh, những card có khả năng dọn sân như Raigeki, Lightning Storm hay vô hiệu hóa hiệu ứng như Infinite Impermanence luôn là những quân bài khắc chế cứng Zeus, tiễn đưa vũ khí gia thần. Chưa hết, hiệu ứng dọn bài không tiêu diệt có thể vượt qua được những quái thú chống chết. Ấy vậy mà còn những con chủ miễn nhiễm lại hiệu ứng, hay thậm chí là những kẻ thù ác chỉ có thể bị sơ gây thông qua việc chọn chúng làm mục tiêu như Underworld Goddess of the Close World chẳng hạn, dễ dàng né những cơn lốc của vũ khí sát thần. Tạo điều kiện hoàn hảo để quét sạch đấu trường là một trong những quy luật chiến thắng đã được xác định sau khi lĩnh hội các giáo án của Zeus.
ai cũng có thể trở thành kẻ mạnh nhất. Bằng sức mạnh hủy diệt không kẻ nào sánh bằng. Zeus là lời tuyên bố hùng hồn của nhân loại trong một cuộc đập tan lời dặn của Chúa. Để có thể nắm trong tay quyền năng tuyệt đối của Zeus, hãy đăng ký và theo dõi EDI để biết thêm chi tiết nhé.